Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 32 mùa thường niên với sứ điệp tin mừng là lời mặc khải của Chúa Giêsu: xác loài người sẽ sống lại vào ngày sau hết. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để cho chúng ta được sống, và xin cho chúng ta khi sống cuộc đời này biết chọn lựa để rồi chuẩn bị bước vào sự sống đời sau. Trong tâm tình đó, ta cùng sám hối mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật vô xê cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết
chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Khi sắp chút hơi thở cuối cùng, anh nói: vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu, anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói: tôi có được cái lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban, nhưng vì luật Chúa Trời tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại, còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Đó là lời Chúa. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, xin chính Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, đứng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi, bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp. Xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh để làm và nói tất cả những gì tốt lành. Sau cùng, thưa anh em, xin nên cầu nguyện cho chúng tôi để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh như đã thấy nơi anh em. Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người ác độc xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin, nhưng Chúa là đứng trung tín, Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh và bảo vệ anh em khỏi ác thần. Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em.
anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng tôi truyền. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trang tin mừng ngày hôm nay là một cuộc đấu trí tranh luận giữa Đức Giêsu và một nhóm người Do Thái. Ở trong tin mừng chúng ta thấy nhiều lần đề cập đến nhóm Pha-ri-siêu, nhưng mà vào thời Chúa Giêsu thì không phải chỉ có mỗi nhóm Pha-ri-siêu. Trong xã hội Do Thái thời ấy còn nhiều cái đảng phái khác, và mỗi đảng phái chủ trương một cái nền tảng riêng. Và hôm nay Chúa Giêsu đang đối diện với một nhóm có tên là nhóm Sa Đốc, và chủ trương chính của họ là không tin có sự sống lại. Họ dựa vào Thánh Kinh, dựa vào Thánh Kinh Cựu Ước, sách Lê Vi. Ông Môi-se có viết như chúng ta vừa nghe, đó là trong một gia đình nếu người anh trai hay em trai lấy vợ rồi người ấy chưa có con mà chết đi, thì người em của mình lấy người vợ quá ấy để tiếp tục sinh con nối dõi. Đó là luật Môi-se đã ghi trong sách Đệ Nhị Luật. Và họ tạo ra một tình huống có lẽ không có xảy ra trong thực tế, là trong một gia đình có 7 người anh em trai đều lấy một người vợ, lần lượt qua đời mà không có con. Thế thì họ hỏi Chúa Giêsu rằng nếu mà có sự sống lại thật, thì khi người chết sống lại thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai, vì 7 người anh em này đều lấy người vợ ấy? Và Chúa Giêsu đã đưa ra một câu trả lời rất tuyệt vời. Chúa nói rằng vào cái ngày người chết sống lại thì người ta không còn cưới vợ gả chồng nữa, người ta sống ngang hàng với các thiên thần.
thiên thần. Trang tin mừng đã kết thúc như thế, một kết thúc rất là tuyệt vời. Chúa đã trả lời cho chất vấn của những người Sa Đốc và đồng thời mặc khải cho chúng ta một niềm tin, đó là xác loài người ngày sau sống lại. Thưa cộng đoàn, điều Chúa mặc khải hôm nay, xác loài người ngày sau sống lại, cũng là điều mà chúng ta đã tin và đang tin. Một tí nữa đây chúng ta sẽ đọc Kinh Tin Kính, và trong Kinh Tin Kính chúng ta đã từng đọc và luôn luôn đọc rằng: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Niềm tin đấy dựa trên chính lời Chúa vừa mặc khải cho chúng ta. Vâng, xác loài người sẽ sống lại, và người đầu tiên sống lại từ cõi chết chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài sống lại để rồi Ngài đưa tất cả mọi người chúng ta là con cái Thiên Chúa cũng được sống lại với Ngài. Chúng ta đã tin như thế và chúng ta vẫn tuyên xưng như thế trong mọi thánh lễ, Chúa Nhật và lễ trọng. Niềm tin ấy dựa vào chính lời của Chúa. Chúa đã chết để cho chúng ta được sống và được sống lại với Chúa trong sự sống viên mãn. Chúng ta đã tuyên xưng đức tin ấy. Và đức tin ấy chúng ta không chỉ tuyên xưng mà chúng ta còn diễn đạt qua một cách khác, đó là qua lời cầu nguyện. Thưa cộng đoàn, chúng ta vừa bước vào trong tháng 11, là tháng mà Hội Thánh mời gọi chúng ta cầu nguyện một cách đặc biệt cho các linh hồn, trong đó có linh hồn ông bà, tổ tiên, thân nhân, bạn hữu của chúng ta. Việc cầu nguyện cho các linh hồn không chỉ diễn tả lòng thảo hiếu biết ơn của chúng ta với những người sinh thành dưỡng dục cho chúng ta, không chỉ là như thế, nhưng khi ta cầu nguyện cho các linh hồn, đồng thời chúng ta cũng đang diễn tả đức tin của chúng ta vào sự sống lại. Vì chúng ta tin rằng những người ra đi trước chúng ta, sự chết không có chấm dứt, nhưng họ đang bước vào một sự sống mới, và trong sự sống ấy họ sẽ được sống viên mãn với Chúa, và giờ đây đang chờ lời cầu nguyện để rồi thời gian thanh tẩy của họ sớm được kết thúc để họ sống viên mãn với Chúa. Việc cầu nguyện đồng thời cũng là cách chúng ta đang diễn tả đức tin. Ta tin thế nào thì ta cầu nguyện như vậy, và ta cầu nguyện thế nào thì cũng là cách mà chúng ta tin như vậy, xác loài người ngày sau sống lại. Nhưng thưa cộng đoàn, niềm tin của chúng ta không chỉ được tuyên xưng trong thánh lễ này, không chỉ được diễn tả qua lời cầu nguyện với các linh hồn, nhưng niềm tin ấy, giáo hội còn mời gọi chúng ta hãy sống niềm tin ấy trong hành trình của mình. Vâng, niềm tin ấy cần phải được thể hiện trong đời sống thường ngày. Nếu ta tin xác loài người ngày sau sống lại, nghĩa là ta tin rằng sự sống đời này nó chưa phải là cùng đích, và sự sống đời này sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời sau. Và một sự thật là tất cả chúng ta đều phải đối diện với cái chết. Như thế, nếu ta tin xác loài người ngày sau sống lại và sự sống vĩnh cửu, thế thì ngày hôm nay ta đã làm gì để chuẩn bị cho sự sống đời đời của mình? Sẽ đến lúc Chúa gọi chúng ta ra khỏi đời này để bước vào sự sống đời sau, ta đã chuẩn bị điều gì để cho cái cuộc ra đi như thế? Như thế thì suy gẫm trang tin mừng ngày hôm nay, khi ta cầu nguyện, ta tuyên xưng, cũng là lúc ta được mời gọi nghĩ đến tương lai, nghĩ đến vận mệnh của cuộc đời mình. Cuộc sống hôm nay sẽ được tiếp nối với cuộc sống ngày mai. Cuộc sống ngày mai sẽ được chuẩn bị từ ngày hôm nay. Ta được chuẩn bị như thế nào cho sự sống ấy? Một sự sống mà như Chúa đã nói, ta sống ngang hàng với các thiên thần, nghĩa là không còn bị ràng buộc bởi nhu cầu vật chất. Nếu thế thì tiền bạc, danh vọng, của cải, tài sản không theo chúng ta đi vào sự sống đời sau được. Như thế thì còn gì để chúng ta bước vào đời sau? Xin Chúa ban ơn soi sáng để mỗi người chúng ta dù đang sống trong cuộc đời này biết chuẩn bị cho mình một cách tốt nhất cho sự sống đời đời. Amen. Tôi tin Kinh Một Thiên Chúa.
Thiên Chúa, xin gọi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì là người chúng ta và đề phương đồ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quán phong Phi-lô Phi-la-tô, người chịu cố hình vào mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người đến trời, người về hiểu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ phủ. Tôi tin những Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng Giáng Sự Sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ trên sông lại và xuống sông đời sau. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Tin tưởng vào tín điều kẻ chết sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh biết cố gắng sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương, để mọi người nhận biết Chúa qua chính đời sống của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thử thách gian truân dễ làm cho con người mất niềm tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp khó khăn, buồn phiền trong cuộc sống, biết tìm đến Chúa là đấng hay an ủi kẻ ưu phiền. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa yêu thương hết thảy mọi người, không bao giờ kỳ thị thiên tư. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết noi gương Chúa trong cách cư xử của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cuộc sống hôm nay quyết định số phận mai sau của người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết nhiệt thành sông đức tin, để nhờ đó mà được hương sư sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, việc Chúa phục sinh là niềm vui và niềm hy vọng của chúng con. Xin cho chúng con biết tuân giữ trọn vẹn lề luật của Chúa, để sau này cũng được chung hưởng vinh phúc trên trời với Chúa. Chúa là đấng hàng sông và hiện trị muôn đời. Xin dâng lên dâng
cơn mưa để Chúa lên nhanh, trời tình yêu thương để trái tim xanh. Nhờ trời con có đời sống an lành. Xin dâng lên thân trọn cuộc đời với bao yêu thương đầy vương. Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại Người đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Ôi trời thần, Chúa là Thiên Chúa toàn đạo vi, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc công dân người đến nhận lành Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh sương và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ ta Giuse giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Maria, Damin, Phêrô, Anna, Giuse, Micael, Phanxicô, Teresa, Gioan Bautista mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cam được, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hầu phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Xin thương xót
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thầy yêu thương của Chúa đã
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.